Trên ngưỡng bái bạch trên sư phụ ân sư, ngưỡng bái bạch tăng đoàn, kính thưa đại chúng trong buổi tu học ngày hôm nay. Nhân ngày hôm nay cũng được tăng sai nên chúng tôi được vinh dự ngồi trước quý vị cô bác anh chị em. Lời đầu tiên chúc quý vị thân khỏe tâm an, mọi việc hành thông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ xin thưa là khi bước vào tháng 7 thì tất cả chúng ta đều gì hoan hỷ tụng tụng kinh Vu Lan, cho nên ngày hôm nay chúng tôi xin lấy cái chữ hiếu, đó là hiếu đạo nền tảng đạo đức học Phật giáo, đó là cái chủ đề ngày hôm nay. Xin thưa quý vị là cái lễ hội Vu Lan nó là một cái truyền thống, văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam từ xa xưa đến nay. Cho có người này có đạo hay không đạo đều biết đến, nhất là ở các vùng của những người ở vùng xa, vùng sâu, ở các miền như miền Trung chẳng hạn. Thì cái ngày này, ngày mà lễ hội Vu Lan á, họ tưởng như tỏ tưởng rằng là họ không có biết hay không có biết đi chăng nữa, là một cái ngày nghĩ rằng là ngày đại sự, ngày lớn, cho nên nó trở thành gì, đến tháng 7 là họ nghĩ về Vu Lan. Nhưng mà thường thường ở trong cái truyền thống về văn hóa thì họ nghĩ là tháng 7 là tháng Trung Nguyên, rằm Trung Nguyên có một năm có ba ngày, đó là rằm tháng Giêng, rằm tháng 7 và tháng 10. Cuộc đời dù có đạo hay không, cho nên đối với Phật giáo về Vu Lan Bồn nó cũng trở thành là luôn tiện, nó cũng trở thành là người văn hóa truyền thống của dân tộc có từ lâu đời. Cho nên đối với cái ngày Vu Lan hay không ngày Vu Lan, tất cả đều gì? Đều hướng về gì? Hướng về cái chí thành, chí kính và cái hiếu kính của gì? Của người con Phật nói chung. Mọi người đều phải làm và thực hành. Ở trong một nho gia họ nói rằng là hiếu là đi đâu, là hiếu là mọi việc nó đi đều. Cho nên trong Phật giáo cũng nói về hiếu, mà trong tất cả các kinh của Phật giáo đều nói đến chữ hiếu. Cho nên có nhiều người họ đọc kinh ấy, họ nói kinh của Phật, của nhà Phật ấy, toàn là nói hiếu không, toàn là nói chữ hiếu không. Cho nên nếu mà nói chữ hiếu thì mình biết là để mình thăng tiến gì, cái sự hiếu kính ông bà cha mẹ tổ tiên của mình. Đó vậy về cho nên cái hiếu là, mà cái hiếu cũng là một cái gì, một cái đầu tiên để xây dựng cái nền tảng xã hội và cái giáo dục của con người đi đến gì, đến cái xã hội bình ổn. Nhờ cái hiếu là nó cũng là một cái pháp tu của chúng ta. Người nào không có hiếu là sao, thì xã hội bất ổn ở trong gia đình cũng như ngồi xã hội. Mà người không hiếu ấy, dù có nói đi chăng nữa, không có hiếu với ông bà cha mẹ mình, thì cái việc mà mình quan tâm đến người khác thì e rằng là không bao giờ có. Không bao giờ có. Và trong kinh cũng nói rằng nếu mà mình không thực hiện từ chữ hiếu ấy, thì mình có muốn đáp đến chữ hiếu thì cũng không bao giờ có. Nó cũng như là để cho mình sướng, cho mình là sống là phải biết hiếu thuận, nhất là người Phật tử của chúng ta về chữ hiếu. Nó cũng như mà là một cái ngọn nước á, là ngọn nước ở trên mái nhà, lúc trời mưa á, thì cái ngọn nước nó nhỏ xuống thứ nhất, thì cái nước thứ hai nó nhỏ ý là nói là mình có hiếu thì sao, mình sanh con để cháu nó có hiếu.
Còn mình mà không có hiếu thì nó sẽ không hiếu. Cho nên nếu mà giả sử mình có hiếu thì đảm bảo rằng con nó thì bắt chước theo mình. Còn mình mà không có được á, thì mình có mong cầu là không, không có. Trời, Đức Phật đã ví như là cái giọt nước nước như thế nào thì giọt nước sau cũng như thế đó. Cho nên một người không có hiếu á, thì không có có làm được. Mà ở trong bên Nho gia thì nói rằng người không có hiếu thì không phải là đạo làm người. Họ khẳng định không có, có phải đạo làm người. Còn người có hiếu là người ta gọi là, nếu là Phật tử kêu là người Phật tử chân chánh. Đấy, đó là bên Nho gia họ trước thiết như thế. Cho nên đỡ chỉ rằng là sao, ý thức của con người đối với ngày rằm tháng 7, mình nghĩ vào cái hướng về nguồn, và không phải là chỉ rằm ngày rằm tháng 7, mà ngày nào á mình cũng nghĩ đến sự hiếu dưỡng công ơn dưỡng dục sanh thành của ông bà cha mẹ, thì nó mới quan trọng. Chứ không phải mình chỉ hôm nay tới tháng 7 là mình cứ nghĩ cả ngày đó là nó chưa được trọn vẹn lắm, mà mình ngày nào cũng như thế. Ngày nào cũng như thế. Nhà thi sĩ Trần Bùi Hương, quý vị biết Trần Bùi Hương là ai không? Cho nên Ngài có viết cái bài thơ như thế này: lên non nhớ ơn cha, xuống sông tình thương mẹ. Ôi sơn cao vời vợi, ơn thủy rộng bao la. Ngài kể và cái công ơn cha mẹ. Cho nên mình đi lên núi, lên cao, lên núi đó, mình leo mình thấy bụng, thì cái công ơn cha mẹ nó cũng y như thế đó, nó khổ ấy. Mình phải thẩm sâu nhắm được. Cho nên cái tình cha mà nghĩa mẹ nó rất gì, nó rất sâu, sâu đậm và đậm đà sâu lắng, không có thể nào, không có gì, không có giới hạn. Cái tình của cha mẹ đối với con cái là đã bao la, không có giới, không có giới hạn. Cho nên thường khi mỗi năm mà ngày về đây thì thường thường có cái câu này: mỗi độ thiên thang rằm tháng 7, chiều xa vắng dội tiếng chuông chùa, người xưa sống lại trong tâm thức, mỗi một tâm hồn khắc nhớ về. Mà mỗi lần khi mà đến mùa Vu Lan và tháng 7 thì chúng ta thường lại thổn thức, nhớ đến cha mẹ. Mà thường thường nó cũng đánh thức cái tháng là thường thường mình nhớ nhiều lắm. Có nhiều người là quên ăn bữa gỗ, bây giờ mình nghĩ lại nhớ như hồi cái lúc mà mình đang hiện diện sống với cha mẹ ở bên mình. Nếu mà người nào mà có cảm nhận như thế, người là rất có gì, rất có hiếu với cha mẹ. Có cái hiếu là lúc nào cũng nghĩ vào nhà. Để gì? Mình có cái hiếu thì mình làm nhiều điều thánh thiện. Gần 2 tuần qua, tất cả ở các chùa, ở trên dải đất chữ hình chữ S này, đều gì? Đều tụng kinh Vu Lan á. Là bắt đầu khởi nguồn từ mùng 1. Cho nên quý vị cũng có nắm được gì? Kinh Vu Lan. Để chúng ta gì? Hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Ở trong đấy, trong kinh Vu Lan, quý vị nắm là ở trong đó nó có 3 yếu tố. Yếu tố là thứ nhất về nguyên nhân. Nguyên nhân tại sao? Và thứ hai là cái phương pháp báo hiếu. Và thứ ba để nói lên thì tất cả mọi người chúng ta đều học và thực hành. Đó là lời Đức Phật chỉ dạy tán dương. Nguyên nhân thì ở đây không có cỡ ra. Cái nguyên nhân đây này, ở đây không có cỡ ra. Nhưng mà mình nắm được kinh Vu Lan, cái cốt nhất ấy là làm sao mình hiểu được và cách phương pháp báo hiếu. Phương pháp báo hiếu ở đây là có nhiều phương pháp ở trong các kinh, cách báo hiếu. Mình làm thế nào mà thể hiện trong đời sống hàng ngày của mình. Hay nói xa hơn một chút là nghĩa là tình người ở trong tu tập hay trong giao tế, trong xã hội, mình thể hiện
được. Cái đó mới là quan trọng cái trong cái ý nghĩa về về kinh Vô Lan mà Đức Phật đã dạy. Ở trong cái kinh Vô Lan, cái nói là nguyên nhân là do gì? Do Đức Mục Kiền Liên đã tu, đã chứng đắc lực thông mà nhìn cái cảnh mới thấy mẹ ngài gì? Mẹ ngài rơi vào cái cảnh ngạ quỷ. Ở ngạ quỷ ở đây là do cái tâm gì? Mình buồn sẽ chỉ có buồn sẽ không mà rơi vào cảnh gì? Cảnh ngạ quỷ đối khác. Nhờ đó mà ngài bạch với Đức Phật. Và sau này là thiết lễ. Thiết lễ. Cho nên cái gương của ngài Mục Kiền Liên là, cho nên mới kêu là Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Cái là cái hiếu nó tuyệt vời, trên tuyệt vời nữa. Mà mỗi người cùng Phật của chúng ta cần phải thể hiện và học và làm theo. Cho nên cái bài kinh cuối cùng, cái cuối cùng Đức Phật mới nhắn nhủ một lời thông điệp là tất cả mọi người lấy gương của Mục Kiền Liên mà học để mà làm trong áp dụng trong đời sống của mình. Cái cốt liễu là cốt chỗ đó, chứ không có thể cái cốt lõi là để gì? Mình nó cái mồ nó cái cảnh vô mình cỡ ra, cái đó nó không quan, đó là cái để cái nguyên nhân. Nhưng mà cái cốt lõi là mình học tập được. Mình học tập để mình chuyển hóa tham thức. Nhờ đó mà sao mẹ ngài không những phải, quý vị phải hiểu trong đó, nhờ thập phương tăng cứu độ của mẹ ngài, không những nếu nội giải là về cái mặt thao lực nó có phần, nhưng mà sự cảm hóa của mười phương tăng, bà tự nguyện tự giác được, bà chuyển hóa cái nghiệp lực của bà và trở nên phấn đấu cái sự tốt, thì công việc nó mới hoàn thiện, phải tái sanh về của lành. Cái đó là cái cơ bản, cái cơ bản của con người của chúng ta, chứ không phải là đi vào thí giá như có nhiều người là nghĩ cứ làm ác dù thỉnh cúng kiến gì nữa hết thì cái đó là không có. Cái đó chỉ có một phần, nó ví như quý vị hiểu, như nó với ví như như một hòn sỏi nhỏ mà thả trên nước hay thả lòng sông là ra chim liền, hay là một cái vết dầu mà đổ trên bỏ lên nước thì từ nó nổi, nghĩa là cái nghiệp lực của từng người. Nhưng mà thí dụ một cái viên sỏi bỏ xuống nước nó chìm liễm, nhưng mà một cái tảng đá rất to gấp ngàn lần cái hậu viên sỏi mà ở trên gì, ở trên một chiếc thuyền sao vậy, nó vẫn cứ nổi. Vậy là do tự mình, việc làm là tự mình, còn nhờ cái tha lực chỉ có một phần. Cho nên đối với việc tu hành cơ bản là chính mình. Nó liên hệ với ngài một ngài A Nan á, ngài A Nan hồi trước kia là nghĩ rằng là Đức Phật là huynh đệ mình thành Phật, mình làm đệ tử làm con, mai mốt thì ngài truyền Phật lại, cho nên là mình không có tu, mình biết hết là mình không. Cho nên khi mà các hàng đệ tử của ngài thì được thánh quả hết, mình là không có. Do như thế nào, cơ bản với đạo Phật nói là cơ bản là tu là chính mình, cái đó là cái cơ bản. Cho nên để hiểu được cái vấn đề đó, chúng ta càng đi sâu đến bản thân của mình là giải đạo duyên, nghĩa là treo ngược và giải mình trói buộc. Trói buộc ý là ở trong kinh nói rằng là mình đừng có sống. Mình phải sống gì? Sống lương thiện, hiệu hòa. Mình đừng có tạo ra một cái nghiệp gì, nghiệp xấu. Như ngài Mẹ Ngài chỉ có cái nghiệp là bốn xỉn gia tài chỗ đó, không cho mọi người. Mà cũng gì? Sanh làm gì? Ngạ quỷ ở cái cõi xấu. Thì ở đây giải trốt nghĩa là muốn cho tất cả chúng sanh không có tạo dưỡng nghiệp xấu. Cho nên giải là trối bỏ. Là như một người mê trọt, bây giờ mình muốn giải thoát ra cũng như một cái nút thắt, một cái gì vậy. Bây giờ mình muốn mở nút thắt là mình phải cởi nó ra, cài rối. Còn ở đây là giải trói buộc ra. Là để ý nói là chúng sanh ở trong mình này vì vô minh che lấp nên gây nhiều tội lỗi. Cho mình bây giờ phải giải nhiều hơn đó. Nhờ chánh pháp là nghĩa là mình thấu rõ trong mình để mình làm gì.
mình sống cái hành thiện để thì mình mới giải ra, chứ không phải là không có phải là nhờ ai giải. Cái đó là cái gì, cái ẩn để cho chúng ta nghĩ sâu xa hơn, chứ không phải là gì thấy cuộc đời của chúng sanh đó vì mình sự vô minh che lấp cho nên mình sa đọa vào cảnh giới là tối tăm khốn khổ. Cho nên chỉ có phương pháp là giải rối buộc, giải rối buộc, giải rối buộc là không vì chúng sanh gì mê muội mê lầm sống trong cái gì, trong cái ảo mà mình bị che lấp. Cái ý nghĩa, cái hiểu chỗ đó nó mới quan trọng, là khi mà ánh sáng của Phật ra thì mình cũng như quý vị, cũng như quý thầy ở đây, nếu mà không có theo Phật thì tội lỗi nó đầy hết. Còn mình có tội lỗi, mình tỉnh thức hơn, mình biết hơn, mình có biết, mình biết dừng cái chuyện nào sai. Cho nên trên kinh Vu Lan có nói một khúc là về người mẹ dù bị giam cầm cầm, biết bị giam cầm cầm vẫn cứ làm, là vì sao? Ý nói nó sai nhưng là đỡ đi, nói cái sự đó con hiếu thảo là con hiểu về mẹ, dù cái việc làm sai mẹ vẫn chịu khó chịu khổ chịu lao chịu cực chịu tù tội để mà nuôi nấng chạy tạo tầng của con. Cái đó mình nghĩ đó mặc dù là sai, ý nói là công lao của cha mẹ nó khổ tới mức đó, nó khổ. Cho nên là ví này, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cái núi Thái là cái núi rất to, nó vững vàng. Ý nói là tình cha thương con vô bờ bến, nhưng với cha cha rồi rất có nghiêm nghị, nghiêm khắc. Cái hòn núi tượng trưng là cái bảo bọc, cái thương của bạn. Nhưng mà người cha nó khác với người mẹ là sao? Có nghiêm nghị không? Còn người mẹ này, người mẹ là như nuốt trong nguồn chảy ra, là người mẹ là sao? Rất thương, cũng thương như cha, nhưng mà dịu dàng vỗ vờ em ấp. Nếu mà con bị gì, bị đòn, thì người mẹ tự nhiên là nâng đỡ con, là bao bọc liền. Cho nên người mẹ dịu hòn, cho nên là thường ví lấy cái hình tưởng người mẹ như mẹ, như là mẹ hiền quan tâm lại ước áp, nhưng tình thương của cha và mẹ nó ngang nhau, là nó vô bờ vô bến, nó vượt qua cái thời gian và không gian vô tận. Để chúng ta nghĩ rằng là cái công ơn của cha mẹ nó như thế đó. Cho nên cái đạo hiếu là nói cái tối thượng tội, mà tối thượng nhất điều hiếu, tối thượng nhất là điều thiện, là hiếu, là chữ hiếu á. Hiếu là tối thượng nhất, còn điều ác tối thượng là điều bất hiếu. Cho nên Đức Phật ví là người nào bất hiếu là tội ác cùng cực so với các tội ác. Cho nên đối với chúng ta, chữ hiếu là nó rất quan trọng. Cho nên ở trong kinh Vu Lan nhờ cái ân dưỡng dục mà ngài Mục Cần Liên nhìn thấy mẹ mình, và mẹ mình đã tự chuyển hóa được, cho nên mình mới có gì, có ngày hôm nay, và kết hợp với truyền thống của đạo Phật và gì văn hóa của dân tộc, kết hợp ở ngoài thì cái ngày đó người kêu là ngày rằm tháng 7 là rằm gì, là rằm Trung Quân, ngày xóa tổng răng, cho nên kết hợp. Nhưng mà không phải là bây giờ nó trở thành gì, là cái hội là ngày báo hiếu đại tổng thể. Cho nên ở có những vị hồi giờ chưa nhầm được, cũng hiểu được, ai ai cũng gì tỏ lòng gì bi ân thương đến cha mẹ. Nhưng đối với chúng ta những người không phải đến ngày đó, mà mỗi ngày đều thực hiện được. Cho nên có kết luận rằng là đạo hiếu là con đường của bậc thánh. Các vị thánh muốn thành Phật thành thánh ấy, là cũng phải trải qua hiếu đến bậc giác ngộ, chứ không 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 đạo làm người làm thánh là phải phải phải
phải trải qua chữ hiếu, phải ra trải qua chữ hiếu là phải chí hiếu rồi. Còn hiếu hiếu bình thường ở mình đó. Cho nên ở ở Việt Nam ta cũng có những cái vụ mà xảy ra, do thứ nhất là sao, mình không có hiểu được cái lời dạy của Phật, dù mình không gì, không có quan tâm, mình lo cái mình làm ăn. Cho nên đôi lúc khi mình cũng có hiếu với cha mẹ, đôi lúc một cái giây phút nào mình bỏ hiếu. Cho nên năm ngoái năm kia này ở Lâm An cũng có xảy ra những vụ người mẹ chỉ vì mà khổ quá mà đối xử với mẹ mình không ra sao. Khi mình biết cái hối hận của cái lỗi của mình hối hận bị nhà nước bị pháp luật trừng trị, thì chừng lúc mình hối hận mình buồn rồi. Cho nên cái mẹ ở trong cái câu kinh có nói là mẹ trăm tuổi vẫn còn thương con 80, thương xuống không có thương lên, mình không thương lên. Thì được biết có một vị cũng là khoảng u 60 mà đi ăn cỗ cho một căn nhà. Thường thường mấy người họ xin bánh ấy lại là họ về cho nhà cho cháu, nhưng trái lại cái người đang ngờ họ xin về cho mẹ mình. Cho nên ít mà ai mà có gì có thương ngược cho nên thương xuống, bản thân mình cũng như thế. Hồi lúc này cái dòng nước, cho nên có một lần Tết đến ấy, họ mới nghĩ rằng một cái vị thiền sư họ chúc là tử 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 tử, chúc bốn tử à. Vậy họ ngẫm nghĩ rồi chúc thì lạ, thì chúc thì tử 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 là chết, nhưng mà ý ông muốn chúc là người ông bà mình lớn tuổi chắc trước sau họ tới tới gì tới cha mẹ sau nữa tới cháu sẽ vậy lại đi thử. Nhưng một cuộc đời sao, cuộc đời nó không có phải vậy. Hồi lúc này cha vẫn còn tóc bạc phơ còn, nhưng mà mày con cháu mình cái tóc xanh đi trước đấy. Cái sự đời nó và nóng cái đường. Cho nên là do đó, cái đó là nói chung là cũng do gì, do mình tạo ra, dù nghiệp lực nó xây chuyền xây ấy. Cho nên từ đó mình hiểu rằng ở trên trần gian, ở trên cuộc đời nó thuận theo chiều kim đồng hồ là thương thế vô thượng, nhưng mà do mình đi ngược lại, mình đi ngược lại đấy. Cho nên là mình phải mang cái tội lỗi. Đối với chúng ta càng thấm thiết với ngày hôm nay là sao, càng thấm thiết để mà càng làm việc tốt. Ở trong kinh thiền sinh đó, quý vị cũng có đọc như ở chùa này, kinh thiền sinh là ta thuộc kinh Trực Bộ. Kinh đó gì nó cũng dạy về gì đạo đức hiếu thảo, và không phải là nó riêng ở trong gia đình mình mà đã gắn kết với xã hội nữa. Nó tạo về gì con người, nó trở thành là có cái giới đức giới hạnh và cái khả năng, một cái nền tảng để giáo dục mình trưởng trưởng và trưởng thành khi tiếp xúc với nhau. Cho nên trong cái kinh nói là mỗi phần đối với gia đình, đối với xã hội, đối với người thân, đối với xóm làng gần, đối với người làm công của mình, mỗi vị đều có đấy công đài một phần ở trong. Cho nên trong các kinh đều nói rõ, nói chi tiết là mối quan hệ giữa con người với người là tình cảm, nó là trong huyết thống của người. Nhưng Đức Phật còn chỉ ra không phải riêng ở trong gia đình mà còn lan tỏa ra ngoài xã hội, nghĩa là tình người không phải ở trong huyết thống của mình mà còn vươn qua, mình có thể là nương tựa giúp đỡ nhau, chia sẻ cho nhau. Cái đó là cái cơ bản. Nhưng tất cả nó được là mang gì? Tính giáo dục, tính đạo đức của hai thế hệ đi trước và đi sau. Thế hệ đi trước nào? Ở trong nhà của chúng ta có nhiều cái gia đình tứ, hai, ba thế hệ, bốn thế hệ nhìn bản ra. Cho nên khi mà duy trì được á, là nó yên ổn. Mà khi một cái gia đình là một tế bào của xã hội thì sao? Gia đình êm ấm, hòa hợp,
mạnh mẽ thì cái xã hội này khối cần pháp luật mà trở nên này vững mạnh tuyệt đối, cũng vậy cũng biết cũng biết được cái sự hiếu thảo. Nó như nãy chúng tôi nói là nó cũng như cái giọt nước trước nhỏ tài nào thì làm sao, cho nên này cách ứng xử trong kinh Đức Phật dạy rất rõ trong các kinh. À, chính là cái một cái bài học quý giá là kim chỉ nam để cho cái đạo đức của mình ấy, nó duy trì duy tồn được mãi mãi mà mọi người đều quan tâm học hỏi. Nó cũng như là một cái bản lề, một cái mấu chốt để xây dựng con người được hoàn thiện hoàn hảo và vượt trên hết đến giải thoát giải phóng của mình. Vượt tên thì cái tầm mình tầm nhìn xa là trở thành một con người này cao thượng. Với đối với trong các kinh trong các kinh, cái mỗi loại mỗi bài kinh đều có thể hiện riêng. Có thể riêng như kinh Trong Vương Lơn nói về cả cách báo hiếu chúng ta học theo một Hiền Liên, hay là trong kinh báo ơn cha mẹ trong mười đó là nói mười cách cái công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Chứ nội mỗi bài kinh nó có thể hiện một bài để chúng ta này nắm rõ hiểu càng sâu sắc về cái đấng sanh thần của mình. Kinh Hiếu Thử thì nó cũng như giống cái kinh vô là nó dạy mình này, cách báo hiếu và xem cái công của ơn của cha mẹ mình. Còn kinh Thi La Ca Việt hay là kinh Thượng Sanh thì nó cũng có hay dạy mình là mối quan hệ giữa trong gia đình và ngoài xã hội, và tiến xa hơn là ở cùng các thực vật. Mình những cái vấn đề nó cũng thành hiếu, chính là cũng là gì, cái điều xây dựng cái nguồn hạnh phúc của mình. Cho nên là trong kinh điển của Phật giáo đều đặt vấn đề là chữ hiếu, là đạo làm người của người. Nếu chúng ta mà không có được chữ hiếu thì mình nắm mà là mình còn thiếu sót rất nhiều. Như trong một cái khu vực ở bình là mình biết nương, mình đến mình tu hào á, mình ngồi ở đâu cũng được, mình ngồi bàn đầu cũng được, mình ngồi bàn thứ hai cũng được, người đi trước ngồi trước, người sau, mình đừng có tánh. Cho nên mình học cái tánh gì, thí dụ giả sử cái chỗ mình ngồi với nhau, mình rồi á, mình có, nếu mà giả sử mình không có tâm không nghĩ mà mình khởi lên như vậy, tôi nay tôi cúng dường cho người đấy, chỗ ngồi chỗ A, chỗ mà mình biết, thì tự nhiên mình vào mình hoan hỷ là mình cũng có hồn dẫn, tự mình cúng dường đâu mà. Cho nên cái từ mình nói là cúng dường ở chỗ ngoài tự nhiên mình hoan hỷ lắm. Còn mình nói mà mình không có cái từ mình cảm nhận mình cúng dường mà tự nhiên mình mất cái chỗ ngoài người ta chiếm. Cho nên theo Đức Phật, những lời Phật dạy rất nhiều thấm thía và rất hay đối với con người của ta. Mình làm một cái gì hay là mình mất một cái gì vậy, mình nói mình cúng dường mà cúng dường là cái gì, cúng dường là cái tâm hoan hỷ của mình không tiếc nữa. Mặc dù là mình tiếc nhưng mà mình thể hiện cái hoan hỷ rồi, mình thở cái cúc là cái tự tâm tự giác mình, cái pháp tâm đây. Cho nên nó không có đặt vấn đề là nuối tiếc nhiều. Cho nên nó đối với chúng ta là biết ơn đền ơn là rất quan trọng. Đối với kinh thành dưỡng dục thành tựu làm các việc, nếu mà mình thành tựu các việc ác về thân, về khẩu, về ý thì rõ ràng là làm mình trở thành người ác. Mà cái cuộc đời của mình á, mình làm cái chuyện đó ở trong kinh gì, trong kinh Tăng Chi một trang 607, Đức Phật có dạy mình không có được, không có nên làm. Mình làm nó đây ảnh hưởng đây cái sự gì, sự hiện tại của mình, và mình sẽ gì thoái đọa vào cảnh đường xấu. Cho nên đối với chúng ta là người Phật tử, chúng ta là
cố gắng. Và mình làm, mình thương cha mẹ bằng cái tâm này cung kính. Có được có nhiều người, thí dụ đi làm một tháng lương 5-7 triệu, 10 triệu, 20 triệu. Nhường một ít, cúng dường cho cha mẹ mình, mà mình cúng dường với cái tâm không cung kính thì không có giá trị bằng cái người thực tế. Họ chỉ là miếng ăn miếng bánh, họ cung kính bằng đưa hai tay còn giá trị hơn rồi. Còn tới đó là thể hiện không có tấm lòng, có cái trách nhiệm, chứ không phải là thể hiện cái cung kính lòng đó. Cũng cho, cũng chia sẻ, nhưng mà nó hai cái khác nhau. Cái thể hiện cái cung kính, thành kính nó có giá trị hơn. Cái mà mình làm, mình có thái độ đối với cha mẹ ông bà mình, cách như mình đưa cái với trách nhiệm, thì cái phước của mình nó không có được trọn vẹn, nó không được cao. Cho nên mình cho một cái gì với cái tấm lòng thành mình cũng công việc đó, thì cái phước mình nó lớn hơn, nó dày hơn. Còn đối với trong ca dao Việt Nam, bây giờ đã nói trong ca dao Việt Nam thì trong ca dao Việt Nam á, nói rất nhiều về cái hiếu, chứ không phải là riêng ở trong đạo Phật, Đức Phật nói đâu, mà ca dao, tục ngữ ca dao của mình còn nói trong tục ngữ ca dao nói cái hiếu á, nó được cái phân định là nó giáo dục con người, mà trở thành là nó là cái đạo đức, lại luân lý và cái nền tảng để xây dựng con người càng tốt đẹp, cũng phản ánh được. Và cũng mong muốn mọi người cần gì, cần giữ gì cái truyền thống tốt đẹp đó, chứ không phải là riêng đâu. Ý nói là ở trong ca dao tục ngữ là gì, là cái phàm tục của mình đó, mà cùng đó, và cùng có nói đến độ phải sâu sắc và tin nhân quả được quý vị, chứ không phải đâu, không phải riêng đạo Phật, mà ở ngoài thời gian dù họ không có đạo, họ cũng có một cái niềm tin và khuyến gọi là đặt vào cái niềm tin nhân quả. Có nhiều người không tin nhân quả, đó là sai lầm. Thí dụ mình không tin nhân quả, thí dụ Đức Phật nói này, mình có cha có mẹ mà mình không tin cha mẹ, đó là sai. Mình không tin tam bảo là đó là ngay mình đi lệch đường rồi. Như mình đến chùa mà mình không có tin tam bảo là mình chưa hiểu đúng trọn vẹn. Cho nên đã trong ca dao có nhấn mạnh, thầy xin đọc cái câu á, ca dao nhấn mạnh là công ơn trời biển. Anh ơi, em bảo anh này, công cha nghĩa mẹ cao dày chớ quên. Đó là ở trong cái ca dao. Hay là công cha như núi Thế Sơn, nghĩa mẹ như trước trong nguồn chảy ra đấy, là những cái công cái ca dao tục ngữ. Cái ca dao qua cái kinh, qua cái kinh nghiệm, qua cái trải ra cái thời gian từ thời thị tổ tới giờ bao nhiêu năm, cho nên rút kết. Mà cái rút kết đó là gì? Đó là những cái câu hay, những cái lời hay, ý đẹp để xoay dựng cho bản thân mình, cho bản thân càng gì, càng huy hoàng, càng tốt đẹp hơn. Con đỡ nói luôn là mọi cái sự thống khổ, mọi cái sự vất vả đấy của con, cha mẹ đều đáp ứng vượt qua, miễn là sao rồi con trở thành tốt đẹp và nên người, đó là cha mẹ rất hài lòng, rất vui vẻ, hy sinh nên mới. Nhớ trong gia cao ấy, còn cha gót đỏ như son, một khi cha mất thì gót con này lấm bùng đen xì nó tới đấy. Và ca dao cũng đã nói đến vấn đề đó. Ca dao là gì? Ca dao là những người truyền miệng, những người sống bình thường, họ có cái sống ngoài nghề thế sĩ, họ viết ra. Thì sau đó là ca dao là cái dạng truyền khẩu, truyền miệng để lại cho đời sau. Cũng là con người viết ra nhé. Như cái câu là mẹ già như tấp liều xanh, sớm thăm tối viết mẹ đành dạ con. Đó. Ở trong đó, nghĩa là sớm thăm tối viết à, cái sự báo hiếu, nghĩa là nhấn mạnh rằng là người con nam tử nữ nhân,
dù mẹ ở trong cái hoàn cảnh ở một thế mà mình phải có trách nhiệm, chứ không phải là như lúc ban đầu thí dụ hồi nãy chúng tôi nói là mình có của ấy, mình để mình dâng cái bằng thiếu cái trân trọng của mình, mà còn phải là sớm viếng chiều thăm nữa. Nó như thế gì ở trong ca dao tục ngữ cũng đã dặn dò dạy chỉ chúng ta những cái điều tốt đẹp. Đó là một cái truyền thống mà xưa nay không những là không phải là mình làm không được, mà truyền thống đó là cái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mình làm được những điều đó, làm được, chứ không phải là không phải làm được. Những sinh ra những người con đã làm được, cho nên này mới gây lên những cái tấm lòng của con đối với cha mẹ. Nếu mình hiếu với mẹ cha thì con cũng hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Đấy. Nó cũng có khác gì lời Đức Phật dạy. Đấy, để mình thấy rằng là sao? Để mình thấy rằng Đức Phật thì dạy còn tuyệt vời hơn, mà đạo làm người của các vị cũng ca dao tục ngữ cũng đưa lại di truyền cho chúng ta những điều tốt đẹp, để chúng ta mới thấy rằng chúng ta gì càng thấm thiết, tầm thấm thiết và mình sống gì sống tốt. Cho nên tóm lại kinh Phật nha, đề cao chữ hiếu, đề cao chữ hiếu là số một. Chữ hiếu rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Có những đoạn mà trong các kinh Đức Phật nói, thời mà sinh ra không gặp Phật mà khéo tôn thờ Đức Phật chính là báo hiếu Đức Phật, trong kinh đó. Cho nên đối với giờ mà chúng ta là coi cha mẹ mình là Phật, Phật trong nhà, phải có trách nhiệm cung kính và hiếu dưỡng. Hiếu dưỡng nó nhiều cái hiếu dưỡng. Cái hiếu dưỡng là thứ nhất là cái bản thân của mình phải độc lập, là nếu mình làm con mình phải làm như thế nào, đúng không? Về biểu an viếng vướng, và cái quan trọng hết là hướng dẫn cha mẹ vào đạo. Chúng tôi được biết á, có như Phật cỡ lại á, sinh ra con trở lại hướng dẫn cha mẹ vào đạo, đúng là cha mẹ hướng dẫn, nhưng mà đôi lúc con hướng dẫn vào đạo. Đó là con mà hướng dẫn mình vào đạo tính là mình có phước, con hơn cha là nhà có phúc, con nhà có phúc. Cho nên là cố gắng mình duy trì, mình được phước này, có người kế thừa, có người hiểu biết dẫn mình, nhưng mà phải đi cho đúng á. Nhiều lúc á, đôi lúc á, mình chỉ là giữa hai vậy, mình đứng giữa hai dòng nước ấy, mình không có phân định này, đâu là đúng, đâu là sai, mình chưa phân định được, mình để thằng, cho nên là mình phải đòi hỏi, mình phải có gì, có chánh tri kiến, mình nhìn ra, mình nhận nhà đốt. Nhưng mà có nhiều người học giả đấy, họ lý thuyết, họ không, thí ví dụ như họ không có chăm về tu, nhưng mà học cái kinh của Phật họ nói ra, nhưng mà không thực hành. Đôi lúc nếu mà đi dòng trong lúc mà theo sự kinh nghiệm của mình có chừng là lúc sai, tại vì mình không có thực hành, như cũng như ở trong kinh, ở trong những cái phần mà Đức Phật dạy là văn tư tu đó. Văn là mình nghe, trong đó mình nghe đọc, nghe viết, nghe sách vở, nghe những lời của bậc hiền triết, rồi nghe những lời Đức Phật, những bài đàn kinh. Mình không nghe, mình không tư duy, tư rồi tư tu nữa, tu là mình tư duy, mình nghiễn ngẫm cái lời này nó đúng không, rồi mình phải thực hành, tu là mình thực hành. Cho mình hai cái con kia mình nghe rồi, mình có nhiều người các vị em, mình ôm về cái lý thuyết mình không thực hành, thì rõ ràng mình nói đó nó không có chuẩn, đôi lúc là nó bị lệch sai. Cho nên là Đức Phật cũng có vậy, là nương tựa pháp, chứ không nên nương tựa người. Nếu mà người đó họ nói đúng
mà họ chưa thực hành, mình đừng có mình không có nương tựa cái người đó, mà mình nương tựa cái lời pháp của người đó theo kinh điển dạy ra thì họ thừa nhận, thì mình không, tại vì họ làm không được mà mình cũng không có được xem thường, mà mình không có gì, mình không có quý mến để mình theo cái hành của người đó, mình không theo. Trong kinh Đức Phật còn có nói nữa, có dạy chúng ta nè, mình tin mình thờ quỷ thần đấy, thì chi mình thờ quỷ thần ấy, mình gì, mình cái hiếu của cha mẹ mình báo hiếu cha mẹ mình biết tận tình giúp đỡ, thì cái việc đó nó có giá trị hơn. Nó không có xây mình đến con đường làm ác, mà cái hiếu mình không có, mình đi thờ mình cầu mấy người đó là nó sai. Cho nên ở trong kinh này, 42 chương Đức Phật có dạy chúng ta rồi. Cho nên có cái điều thiện tối cao nhất là gì, là chí hiếu, là cái hiếu tột cùng. Điều ác tột cùng là bất hiếu. Đức Phật kết luận ra hai vấn đề: tối thượng là chí hiếu, mà đổi điều ác tối cao nhất là bất hiếu. Cho nên chúng ta làm người Phật tử Phật này không có gì, không có làm điều ác, để là này làm tổn thương đưa hại đến cha mẹ, mà thầy tin chắc rằng trong đời đều cũng gì, không có đạt chân như, không có đạt cao lắm, cũng phải đạt sự gì chí hiếu đối với cha mình phải 80-90%, hay là nếu mình không có thương cha mẹ mình cũng không gì, dù không thương mình cũng không có làm tổn hại đến cha mẹ mình. Chứ mình đừng, mình không thương mà mình làm tổn hại đến cha mình. Cái tổn hại có hai ý nghĩa. Thứ nhất là mình nói những lời về hành động đối với cha mẹ. Còn thứ hai nghĩa là mình không làm tổn thương cha mẹ mình, là mình không vi phạm pháp luật. Thì mình vi phạm pháp luật chỉ cho mình, nhưng mà gì, nó ảnh hưởng đến cha mẹ. Bây giờ thầy nói đến một phần chữ hiếu nữa. Ở trong kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa trong cái phẩm 27, nói về một cái vị vua. Thì vị vua đó có hai hoàng tử, nhưng mà vị vua gì sao, trong kinh Pháp Hoa có nói rằng là vị vua đấy là sùng bái Đạo Bà La Môn, mà trong khi vệ của vua và hai đứa con á, thì tín tâm với Tam Bảo. Cho nên ông một vị vua mà muốn mà chuyển cho cha mẹ mình á đến đi chánh tín là một điều rất khó, tại vì ông là một ông vua mà. Cho nên có một lần hai đứa con suy nghĩ bàn với mẹ mình xin Phật đi xuất gia. Thì khi đi xuất gia rồi là được nhiếp đục, được nó đại khái cũng như được gì, được thần thông y như ngay một Kỳ Liên ấy. Là khi có được thần thông đó thì mới biểu diễn đi đứng, và các vị là ẩn hiện tự tại ấy. Cho nên ông vua đấy, ông mới thấy rằng vua Trang Nghiêm là Diệu Trang Nghiêm ấy. Vua mới thấy rằng tại sao mà nhiệm màu như thế, thôi ngài quy hướng ngài ngưỡng và theo đứa con. Thì vua mới hỏi hai đứa con là Tịnh Nhãn và Tịnh gì đấy, là hai tịnh, thầy của ông là ai. Thì đến đức đó là đức Phật Lôi Âm Vương Tú Vương Trí Hoa. Thì nói đó thì hai người, thì vẫn dẫn vua và các con đấy đi lên đấy. Đó, tự ông thấy cái sự thành tựu quá, tự nhiên ông về, ông trở và quy y với Phật và làm đỡ Phật. Thì trong gia đình đều quy y với Đức Phật. Trong một thời gian thì ông vua lại là chứng được gì, Tam Muội. Cho nên cái qua cái bài kinh ấy, rốt cuộc cái bài kinh nói gì, bài kinh Vô Lăng nói gì, là nói về giáo huấn cha mẹ đi đến chánh pháp.
Cái đó là cái cơ bản kinh Vu Lan cũng nói, mà kinh Loan thì ít, giờ không nói bằng và cái kinh Pháp Hoa. Ý nói là biết biết gì hướng dẫn, đi về chánh pháp. Ý là phải nặng về tâm linh, nặng về gì, về đạo đức, nặng về tâm linh, về cái, sống về vật chất đó quan trọng, và nặng về tâm linh. Tâm linh thì tâm linh đi đến chánh pháp mới giải phóng được con người. Cho nên đối với quý Phật tử, thượng tọa thường thường có nói này, mỗi tháng này quý vị dìu một người Phật tử vào đạo, đó là sự phước lớn và sự thành công. Cũng như là vào đạo thì không có làm ác, cái sự cái lỗi lầm đó nó không xảy ra nhiều. Mà ở trong một gia đình cũng vậy, còn gia đình ai cũng khiêm tốn, ai cũng biết học giáo lý của Đức Phật dạy, thì rõ ràng cái gia đình nó lục đục thì rất ít. Nhưng mà gì mà sự êm ấm gia đình là phải thắng là trăm phần trăm, lúc nào cũng không có tiếng ồn, nó cảm nhận được gì. Cho nên từ chỗ hiếu này, ở trong kinh Diệu Trang Nghiêm có nói rằng hiếu là hạnh của các cái hiếu là hạnh của các cái trăm hạnh, đặt vấn đề cao. Nhờ chi hiếu ấy mà gì các cái muôn hạnh đều được tốt đẹp. Cảm nhận người có hiếu á mà nó cảm động đến được cái đất trời, kiểu mà đấy đất trời cảm thẳng đất trời là mưa hồ gió thuận. Đối với đất gì thì muôn vật xanh tươi. Còn đối với con người đâu, người có hiếu ấy tự nhiên họ sẽ đến mình ủng hộ mình và cảm mến mình. Nhiều người vì cái thở phòng cái đại bi tâm hiếu ấy, mà làm rung động đến đất trời. Cũng như quý vị thấy một người nào họ có hiếu, họ có dấn thân, họ giúp đỡ với mọi người, cái việc làm nó khó làm, tự nhiên quý vị cảm dâng trào và cảm phục và mến những người, bất cứ một người nào. Cái đó là bằng sự thật. Vì sao? Vì họ có tấm lòng này rộng lượng, bao dung rộng rãi, họ giúp đỡ người mà mình không được giúp, tự nhiên mình cảm thấy cái gì, mình cảm thấy mình không được mà như người ta, mình cảm thấy là tán phục kính nể của người ta. Thì cái việc chí hiếu đây cũng vậy, nó cảm động cái gì, cảm động đến đất trời. Trong có những cái mẫu chuyện đó, có một vị ở một nơi không được, cái chỗ đó ai cũng đồn là cái chỗ ở không được, nhưng mà một vị là họ tới ở tự nhiên nó bình thường. Tự vì cái tâm họ gì, cái tâm họ lúc nào à nó này nó cũng tốt, nó rải cái tâm từ thương ra. Con người mình có từ trường không quý vị nói có từ trường. Bây giờ thí dụ giả sử như một vị không ăn thịt còi, bây giờ đi ngang qua con chó nó sủa một tiếng, nó không có sủa ra, nhưng mà cái người á ăn nhiều quá nó có lực từ trường á, nó sủa là nó mắng mình này, chưa? Đấy, cho nên mình có từ trường. Nhưng có nhiều người ấy tu về đức độ cả, họ xô đầu tự mình đau đầu tự nên nó nhẹ, đó là lực từ trường. Cái từ trường của quý vị là tối cao, nó thừa hưởng cho mình, nó lan tỏa tới mình này, mình được. Cũng như ở Ấn Độ này, chim chóc này nó gần gũi, tự nhiên mình có tâm từ, mình trải lòng thương, mình thấy nó với mình là một. Còn ở Việt Nam mình với nó là hai, nó thấy mình nó sợ, mình nó trải. Cho nên đối với cái ngày hôm nay là quý vị tập học và nhận lời Đức Phật qua buổi chia sẻ hôm nay. Mình không phải để đợi tới ngày gì, tới ngày tháng 7 Vu Lan mà mình mới nhận, mà ngày nào mình cũng là ngày của tháng 7. Kính chúc quý Phật tử thân khỉ tâm an. Cái buổi chia sẻ hôm nay thầy xin tạm dừng. Chúc mọi người tinh tấn
khi họ biết mình là người con Phật, ai cũng được phấn khởi làm mọi điều dành. Mình không phải là mình chỉ ở trong gia đình mình, mà mình lan tỏa hết mọi người. Ở đây, ở trong đây, thầy giờ nói thêm nữa, Đức Phật cũng có dạy về gì? Bốn ân. Có bốn ân. Trong cái bài thơ mà Tới Hành có nói là quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước hương trong soi mái tóc hàng tre, tâm hồn tôi là một buổi trưa hè, tỏ nắng xuống chiều hoa hút mát. Là sao? Nhận về hương là nơi chôn nhau cách đúng của mình. Mình được sống ở trong bình yên hôm nay là mình nhờ vậy. Các vị đi trước, cũng như quý vị ngồi học tập hôm nay, có được yên ổn là nhờ vậy. Nhờ quốc trưởng, nhờ cộng hết của các ân mình mới được vui nghe. Mình phải cảm mến, mình phải ân. Cho nên cái ân ở đây không những là cái ân cha mẹ mình sinh thành, mà còn bao bốn nhiều ân khác nữa. Tùy mỗi việc ân thì mới thể hiện đúng là tinh thần Phật dạy. Kính chúc quý Phật tử được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.